Hiệp hội Lương thực Việt Nam mới đây đã đề xuất áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo, mục đích là để ngăn chặn hiện tượng doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh về giá, từ đó đảm bảo giá trị hạt gạo Việt Nam. Việc này đã từng được thực hiện cách đây khoảng 10 năm, thế nhưng việc có nên lập lại giá sàn hay không đang nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. 5.000 tấn gạo một tháng xuất khẩu sang Singapore. Đây là một trong những đơn hàng có giá tốt của doanh nghiệp này, với 638 đô la Mỹ một tấn, loại 5% tấm. Do vậy, xuất khẩu giá quá thấp sẽ ảnh hưởng đến việc đấu thầu của doanh nghiệp và cả ngành gạo. Chúng ta đưa ra cái giá sàn để đảm bảo cái giá gạo của Việt Nam, đảm bảo cho cái công sức của người Việt Nam không bị một số các cái doanh nghiệp hạ giá thành để mà đổ xuống sông xuống biển thôi. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa đồng tình việc áp dụng giá sàn xuất khẩu để chấn chỉnh tình trạng bán gạo giá thấp, bởi thực hiện như trước đây đã không thành công, ít nhiều làm cản trở, đánh mất cơ hội xuất khẩu gạo của doanh nghiệp. Khi xin được cái giá sàn giảm xuống đó, thì mình không kịp cái thời gian để là chủ động vấn đề để thảo luận để ký hợp đồng cái đó, thì một cái có thể là bị thiệt, thì thiệt cho doanh nghiệp, thiệt cho bà con trồng lúa. Để không phải là bán phá giá, thì việc này chúng ta đã có cái luật cạnh tranh, chúng ta đã có luật giá, chúng ta đã có cái vai trò quản lý của Bộ Công Thương khi mà xuất khẩu. Chúng ta đã có hai hiệp hội ngành hàng liên quan đến lúa gạo và xuất khẩu gạo. Cạnh tranh không lành mạnh trong xuất khẩu gạo và một số ngành hàng khác là thực tế đáng buồn. Thế nhưng theo doanh nghiệp, giải pháp áp dụng giá sàn chỉ mang tính chất tình thế. Bởi điều hành xuất khẩu gạo linh hoạt khi thị trường biến động, nhưng đảm bảo hiệu quả quyền lợi của cả ngành hàng mới thực sự bền vững và lâu dài.